Cô Sama, chuyện giữa cô và Sao Gia đã bình thường trở lại chưa? Những gì đã xảy ra trong vài ngày qua là kết quả của một sự hiểu lầm. Giống như Sao Gia đã xin lỗi vì hành vi của anh ta, tôi cũng muốn xin lỗi vì hành vi của tôi. Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cô, chỉ khi cô chấp nhận tấm séc này, cầm lấy đi cháu yêu, cháu xứng đáng được tấm séc này. Cô có lẽ cho rằng tôi chỉ khen ngợi cô trước mặt mọi người chỉ vì lợi ích của nó thôi. Để tôi nói trước mặt cô, tôi có thể sẽ không bao giờ có thể quên những gì mà cô đã làm cho tôi. Cảm ơn. Mehesama, em sẽ lấy anh chứ? Tất cả những chuyện này là sao vậy? Nếu bất kỳ ai trong số các người chơi nhạc ngay bây giờ, tôi sẽ nổi nóng đấy. Vở kịch này là sao vậy hả? Dì à, đây không phải là vở kịch, đây là tình yêu. Đây là tình yêu đích thực. Cháu đã sẵn sàng để kết hôn với Mê Hết. Đầu tiên cậu đã từ chối Mê Hết, và bây giờ khi con bé đã nổi tiếng, cậu lại muốn cưới nó. Đi lấy người khác đi, biến khỏi đây đi. Chúng tôi tới đây để đưa cô dâu về nhà. Vậy tại sao các người lại cư xử như những bọn côn đồ vậy? Tôi đã nghĩ rằng các người sẽ vui mừng vì chúng tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Đó không phải là những gì mà các người muốn sao? Các người đã quên những lần các người đến chỗ của chúng tôi rồi sao? Khi tôi nhìn thấy Mẹ Hết trên TV, tôi đã bị sốc. Tôi rất hối hận vì đã không biết được tài năng tiềm ẩn của cô ấy. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất buồn khi Mê Hết bị nhục mạ trên TV. Tôi đã ủng hộ cô ấy kể từ ngày hôm đó. Các người đã quên rằng tôi chính là người đã đến để thông báo cho tất cả về tấm poster của Mê Hết sao? Nếu như tôi không lo lắng, tôi đã không đến gặp các người dưới tấm áp phích rồi. Gì à? Mê Hết đã phải đau khổ vì cuộc chiến của cháu với canh ta. Cả hai chúng cháu đều không muốn nhượng bộ, và tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn vì điều đó. Là những người đã trưởng thành, chúng ta nên chôn vùi nó vì lợi ích lớn hơn. Nghe này, anh cũng nên nói điều gì đó đi. Đúng đúng vậy. Nghe này, hãy để quá khứ là quá khứ đi. Tôi vẫn luôn thích Mê Hết, ngay cả A Chay bây giờ cũng thích cô ấy nữa mà. Dì thấy đấy, dì sẽ phải khiến cho cô ấy kết hôn với người này hoặc người kia. Cuộc thi đã kết thúc rồi. Hãy trở lại với thế giới riêng của dì đi. Tên tuổi, danh vọng và tiền bạc không tồn tại mãi mãi được đâu. Đến một lúc nào đó, dì sẽ phải gả cô ấy đi thôi. Cháu muốn quên đi quá khứ và bắt đầu một khởi đầu mới. Xin hãy ban phước của dì cho cháu. Tôi sẽ không chúc phúc cho cô đâu. Tôi sẽ cho cô một cái tát nếu cô không rời khỏi chân của tôi. Cô đã nói năng dớ dẫn được một khoảng thời gian rồi đấy. Lui lại đi. Cháu sẽ không lùi bước cho đến khi dì tha thứ cho cháu và cho Mê Hết được gả vào trong gia đình của chúng cháu. Ba Mi, cháu đến đây cầu hôn hay tạo cảnh? Đừng tự biến mình thành kẻ ngốc trong khu phố nữa. Đứng dậy đi, hãy vào trong và nói chuyện, nào. Nào. Chúng tôi cũng sẽ không vào nhà, cũng không nói về hôn nhân. Các người sẽ đi đến chỗ của các người, và chúng tôi sẽ đi vào trong. Nghe này canh ta, xin đừng vô cảm như vậy. Đây không phải là về chúng tôi, mà là về A Chay và Mê Hết. Và A Chay thực sự muốn kết hôn với Mê Hết, có thật không? Cho đến vài ngày trước, cô vẫn nghĩ Mê Hết có rất nhiều khuyết điểm mà. Tại sao con trai của cô đột nhiên lại muốn kết hôn với Mê Hết? Tại sao cô lại nghĩ đến việc sửa chữa sai lầm của chính mình? Nghe này, tôi sẽ không vòng vo nữa đâu. Một điều chắc chắn, chúng tôi sẽ không để Mê Hết kết hôn với một gia đình không coi trọng cô ấy. Tôi ở đây vì tôi coi trọng cô ấy. Kanta, cô biết rằng ngày nay mọi người rất thích thể hiện. Mê Hết rất đơn giản, không ai biết về tài năng của cô ấy, chứ đừng nói đến chúng tôi. Bây giờ chúng tôi biết cô ấy tài năng như thế nào. Chúng tôi thật sự rất ấn tượng.
Điều đó không công bằng Bami, cho đến khi cô không nhận thức được kỹ năng của cô ấy. Cô đã không hề đánh giá cao cô ấy. Bây giờ cô ấy đã nổi tiếng, cô lại thay đổi quan điểm của mình. Banshee, kiêu ngạo như vậy là không tốt đâu. Tôi đồng ý rằng Mi hết rất nổi tiếng, nhưng đừng quên rằng cô ấy thậm chí còn bị phỉ báng. Anh đang từ chối lời đề nghị cầu hôn của Behet. Đối với tất cả những gì mà anh biết, anh có thể sẽ không nhận được lời cầu hôn cho Behet trong tương lai đâu. Bây giờ họ đã trở nên giàu có rồi, đi thôi Ajay. Có lẽ đó mà bọn họ coi chúng ta là vô giá trị. Nhưng mẹ à, mẹ nói đi. Behet, xin hãy tha thứ cho dì. Dì đã làm phiền cháu và gia đình của cháu rất nhiều. Chúng ta chỉ đơn giản là muốn tạo ra một khởi đầu mới. Lẽ ra chúng ta nên xem xét vị thế của mình trước khi tiếp cận cháu. Đi thôi con yêu. Và một điều nữa, nếu các người đổi ý vì bất kỳ lý do gì, hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ vui vẻ chấp nhận bê hết. Chúng tôi đã bắt đầu xem trọng cô ấy kể từ bây giờ. Đi nào. Xin hãy đi đi. Câu trả lời của em là có. Cái gì cơ? Em đã sẵn sàng để làm việc trong nhà hàng mới đó với anh, Sao Gia. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao em lại tuyệt vọng, cựu hoa hậu Đeo Hy? Có phải em đã chán các bữa tiệc sang trọng của em? Em đang muốn làm điều gì đó thú vị trong cuộc sống. Anh đã phải trả giá đắt vì một lần biến em trở thành một phần của cuộc đời anh. Anh không thể lặp lại sai lầm tương tự đó. Và em đang nói cái gì vậy? Em muốn làm việc trong dự án của anh. Em biết gì không? Em không xứng đáng để làm kinh doanh cùng với anh. Em hiểu chứ? Nhưng tại sao Sao Gia? Em có thể hiểu rằng anh đã bắt đầu ghét em, nhưng anh không thể chối bỏ được sự thật rằng hai chúng ta sẽ là một đội rất ăn ý. Hãy suy nghĩ như một doanh nhân thông minh và không phải là bạn trai cũ của em. Trong một thời gian, em là người tốt nhất mà anh đang có. Không còn như thế nữa đâu. Vì vậy hãy quên nó đi. Tham dự các bữa tiệc của mèo con đi, em dâu. Mê hết. Nếu như các người đã nói những gì các người muốn, thì tôi cũng muốn nói một vài điều. Ông nói đi ông nội. Cháu có nhớ câu chuyện về Monkey Man không? Người khỉ. Vâng, anh ta đã tấn công nhiều người ở Old Delhi nhưng chưa bao giờ bị bắt. Cho đến khi anh ta được lên báo, rất nhiều gậy, dây thần và đuốc đã được bán ra. Nhưng sau một thời gian, mọi người bắt đầu lãng quên anh ta. Trường hợp của Mehet cũng tương tự như vậy. Các người đang khoe khoang về con bé có mặt trên bản tin ngày hôm nay. Các người nghĩ rằng một hoàng tử sẽ đến và ngỏ lời cầu hôn con bé. Nhưng hãy nhớ một điều rằng, mọi người đều luôn tìm kiếm một cái gì đó để nói về. Một số người khác sẽ được lên tiêu đề vào ngày mai. Và ai sẽ nhớ tới Mehet Sama? Sau đó mọi người sẽ bắt đầu tìm kiếm một người đính hôn cho con bé. Hãy
hãy đi ra khỏi thế giới tưởng tượng của các người đi. Hãy để cho con bé với Ajay. Anh ấy được xuất thân từ một gia đình tử tế. 2 tháng trước, Kanta đã tiếp cận Bami. Cô ấy rất muốn bị hết kết hôn với con trai của mình. Ravi và Chivan thậm chí đã đánh nhau vì điều đó. Chúng tôi thậm chí đã cân nhắc về việc phá dỡ bà ngoại. Kanta là người đồng ý trả của hồi môn. Làm sao có thể nói rằng nếu Kanta hành xử tham lam như vậy thì điều đó là chính đáng, nhưng nếu Bami làm vậy thì điều đó lại không chính đáng. Tiêu chuẩn kép. Cả Kanta và Bami đều chế nhạo nhau. Vậy vấn đề là gì? Cô đang nói gì vậy? Cô bé nên kết hôn với người đó yêu. Bami và gia đình tham lam của cô ta. Mẹ thậm chí đang nói gì vậy mẹ? Mẹ thấy đấy, trong một thế giới mà tiền quan trọng hơn giá trị thì của hồi môn phải được đưa ra để cưới được một người con gái. Và chúng ta đều quen thuộc với Ajay và gia đình của anh ấy. Ba anh ấy là một quan chức chính phủ và anh ấy chỉ ở cách đây 2 dãy nhà. Đây không phải là những gì Kanta đã nói khi đó hay sao? Tôi chỉ đơn giản là lặp lại những gì cô ấy nói thôi. Nghe này, hãy xem xét những gì tôi đang nói một cách nghiêm túc. Nếu chúng ta nói có, họ sẽ tôn trọng chúng ta hơn. Cha, hôn nhân là để hỗ trợ bạn đời của cha, không phải để điều khiển họ đâu. Trong thời đại ngày nay, lợi ích quan trọng hơn tình yêu nhiều. Hãy hiểu điều này. Chúng ta sẽ không tìm được người cầu hôn nào tốt hơn Ajay cho con bé đâu. Cô có phải là thần linh hay không? Xin đừng đánh nhau hay nói gì hết. Cô không phải là thần linh, mà là một người lớn tuổi trong gia đình này. Cô đã quá mệt mỏi vì bị phớt lờ suốt thời gian này. Không ai coi trọng con hết. Tôi không chịu được cái gì gọi là lối sống hiện đại này của các người. Mayhead sẽ không kết hôn với ai khác ngoài Ajay. Mọi người phải nghe tôi, và đó là quyết định cuối cùng của tôi. Điều đó sẽ không xảy ra đâu, vậy con sẽ làm gì? Hãy hiểu một điều chắc chắn, tất cả các người. Nếu Mayhead không kết hôn với Ajay, cha sẽ rời khỏi căn nhà này. Cha à, để cha yên. Đúng, con sẽ tỉnh táo lại sau khi đang đi trên đường. Con sẽ nhận ra sai lầm của mình. Được rồi, con sẽ đi. Ông nội, không, tránh sang một bên. Cha, cha à. Khỉ thật, chúng ta sẽ phải làm cho ông ấy hiểu ngay bây giờ. Uống đi. Con cần phải bình tĩnh lại, nếu không sức khỏe của con sẽ bị ảnh hưởng đó. Để đó đi mẹ. Con đã phải cưới được Mayhead nếu như mẹ đã không để cái tôi của mình bị lấn át lý trí. Im miệng đi. Bọn họ đã nhạo báng con. Bọn họ đã từ chối lời đề nghị của con. Chúng ta đừng bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Mẹ đã cho gia đình Sama một phần tâm trí của mẹ rồi. Mẹ đang nói với con. Tối nay họ sẽ đến đây thôi. Nhìn kìa, họ đã ở đây rồi. Con dẫn họ vào trong, mẹ sẽ đi lấy Sagun. Hãy cố hiểu đi, mọi thứ sẽ... Em yêu, hãy nghe anh nói này. Để tôi yên, bỏ tay tôi ra. Anh đúng là một người rẻ tiền. Anh cứ nói với tôi rằng anh yêu tôi, nhưng ngay khi cô gái béo đó trở nên giàu có, anh lại đi cầu hôn với cô ta. Này em, lắng nghe em một cách cẩn thận này. Một cô gái lại bỏ đi trước khi kết hôn thì không nên được coi trọng. Mọi người đàn ông đều mong muốn cưới được những cô gái ngoan như Mayhead. Ồ, bây giờ anh hãy cứ chờ xem. Tôi sẽ đưa tin nhắn của anh cho thế giới xem, và anh sẽ bị đánh đập cho mà coi. Tôi chắc chắn sẽ làm được. Anh nhớ kỹ lời tôi nói. Em yêu à, xem này. Bây giờ, đi và đưa tin nhắn của anh ra cho mọi người đi em. Sau đó, anh sẽ tải những bức ảnh này lên Internet. Em không nhớ MMS đã bị lộ rồi hay sao? Hình ảnh của em sẽ trở nên nổi tiếng hơn đoạn video đó đấy.
sẽ rất thú vị khi xem sẽ có bao nhiêu người trong gia đình em tự tử sau đó. Cho nên làm ơn đi. Chúng ta chỉ đang vui vẻ thôi, hãy quên đi tất cả và nhận anh làm anh rể của em ngay bây giờ. Nghe này, nếu em cứ cư xử đúng đắn, chúng ta có thể vui vẻ ngay cả sau khi anh kết hôn. Anh thậm chí sẽ cân nhắc việc ly hôn với Mayhead và bỏ trốn với em vài năm sau. Em sẽ không tìm thấy một anh chàng trung thành hơn anh đâu. Bây giờ hãy ngoan ngoãn xóa những tin nhắn này đi, về nhà và thuyết phục chị gái của em kết hôn với anh. Hãy rời đi đi. Mayhead sẽ không kết hôn với ai khác ngoài Ajay. Nếu Mayhead không kết hôn với Ajay, cha sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Cha đang làm gì đấy? Đừng cư xử như vậy nữa mà. Để cha yên, chúng con là con của cha, cha không nên cư xử trẻ con như vậy. Điều này thật không công bằng. Khi con của cha không nghe lời cha, điều đó có nghĩa là con không cần thiết phải ở trong căn nhà này nữa. Vì vậy tôi sẽ không ở lại đây dù chỉ một khắc. Bà, ông ấy sẽ nghe lời bà. Hãy cứ xin lỗi ông ấy và ngăn ông ấy rời đi. Chúng cháu sẽ giải quyết vấn đề này sao? Để cha yên, bà đã quá mệt mỏi với những cơn thịnh nộ của ông già này rồi. Bà muốn xem ông ta sẽ dũng cảm đến mức nào. Hai người đang muốn tìm một giải pháp hay tạo ra một cuộc cãi giả đây hả? Ngay cả sau khi tôi đe dọa sẽ rời khỏi nhà, vẫn không ai sẵn sàng để Mayhead kết hôn với Ajay. Điều này rõ ràng đã chứng minh rằng ý kiến của tôi không quan trọng đối với bất kỳ ai trong nhà. Tôi sẽ không ở lại đây, tôi sẽ không ở đây thêm nữa. Để cha yên, các người muốn gì chứ? Cô thậm chí sẽ không để cho cha được chết một cách thanh thản sao? Chúng cháu sẽ không để ông chết. Chúng cháu sẽ không để ông chết dù bất cứ điều gì có thể xảy ra. Trước khi cha mẹ của cháu qua đời, cháu thường gọi ông là ông nội. Nhưng cháu đã mất đi quyền lợi đó vì một sai lầm. Nhưng mà hôm nay, cháu sẽ không mắc bất kỳ sai lầm nào khiến cho cháu phải mất đi ông của mình một lần nữa. Ông không cần phải chết. Bà hãy sống hạnh phúc với cháu. Ông phải ban cho cháu lời chúc phúc của ông khi cháu kết hôn. Ông sẽ phải tiễn cháu rời đi sau khi cháu kết hôn. Sau đó, ông sẽ chỉ gặp cháu vào những dịp đặc biệt thôi. Ông nội à, cháu đã sẵn sàng kết hôn với Ajay. Điều đó là điều khiến cho ông hạnh phúc, và nếu đó là điều ông nghĩ sẽ là điều đúng đắn thì cháu sẽ làm. Mày hết, đừng để ông ấy ảnh hưởng tới tinh thần của cháu khi phải quyết định những thứ quan trọng như vậy. Bà, ông ấy là người đã dạy cháu hãy sống vì người khác. Bây giờ khi cháu đang làm điều đó, bà sẽ phải ủng hộ cho cháu. Ông nội à, cháu sẽ kết hôn với bất cứ ai và bất cứ khi nào ông muốn. Và bây giờ, cô không muốn bất
kỳ ai trong nhà mình phải khóc. Con muốn mọi người luôn mỉm cười giống như trước đây. Như vậy có được không? Kanta, hãy gọi cho Bami, nói với cô ấy rằng chúng ta đã sẵn sàng rồi. Nào, hãy bắt đầu chuẩn bị đi nào. Cháu không đồng ý kết hôn với Ajay vì bất kỳ áp lực nào đâu. Thím à, không phải thím vẫn muốn con kết hôn hay sao? Chẳng phải thím bắt con ăn chay cho chồng tương lai của con hay sao? Bây giờ khi con đã tìm được một người để kết hôn rồi thì thím lại không hợp tác, bởi vì thím biết rằng con đang làm điều này do sự nài nỉ của ông nội, giống như con đã tham gia cuộc thi nấu ăn do sự nài nỉ của thím. Bề hết, đây là một quyết định thay đổi cuộc đời. Hãy nghĩ về hạnh phúc của con, không phải chúng ta. Thím ơi, nếu thím làm điều gì đó với mục đích tốt, hạnh phúc luôn theo sau. Đó là những điều mà con đã và đang làm. Nếu cuộc hôn nhân của con và Ajay có thể mang lại hạnh phúc cho gia đình này, thì con cũng sẽ hạnh phúc ở chỗ của anh ấy. Như vậy là con sẽ không được kết hôn với một hoàng tử. Con sẽ không bao giờ biết được. Nào, mọi người hãy cười lên đi. Cháu sẽ mở cửa. Mẹ tự hỏi liệu cô gái này có được hạnh phúc và bình yên hay không. Chỉ có thần linh mới biết được điều đó thôi. Bê hết. Ai đấy? Điều gì đã mang anh đến đây? Tôi xin lỗi, tôi đã không nên đến mà không thông báo với cô. Không, không sao đâu. Chỉ là tôi nghĩ rằng bé hết đã đưa ra quyết định đúng đắn ngày hôm nay. Tôi tin rằng con bé là máu mủ của tôi. Lần đầu tiên con bé nói năng có lý như tôi vẫn luôn làm. Con bé đã đồng ý với quyết định của tôi. Đồ ngốc, con bé đồng ý kết hôn trước sự nại nỉ của con. Con bé không muốn con dành phần đời còn lại của mình trên đường phố. Hãy để mẹ nói với con một điều. Khi một quyết định được đưa ra vì sợ ai đó, đó không bao giờ là quyết định đúng đắn đâu. Kanta, gọi cho Bami đi. Cha sẽ sửa chữa cuộc hôn nhân này. Chúng ta không nên trì hoãn một việc tốt như vậy được. Xin mời anh vào. Không, tôi sẽ đi ngay. Tôi chỉ đến để đưa cho cô cái này thôi. Cái này là cái gì? Manshi, gửi hộp cơm thông qua Mohit đi. Và chú à, anh đi vào nhà đi. Kanta, dân. Cô thấy đấy, chúng tôi đã rất ngạc nhiên ngày hôm qua khi mọi người đến mà không báo trước. Nghe đi. À đúng, chắc chắn rồi. Ngày mai, làm thế nào chúng ta có thể làm nó vào ngày mai? Tối mai, không, Roka tối mai. Làm thế nào chúng ta có thể sắp xếp trong thời gian ngắn như vậy được? Nhưng mà em thấy được chứ, chúng tôi sẽ làm như cô nói. Được chứ, hẹn gặp lại vào tối mai. Tối mai? Làm thế nào chúng ta có thể kịp chuẩn bị hết vào một tối? Đi ra ngoài đi. Cô đang nói gì vậy? Cô đã nhìn thấy một con ma. Dân, cô đã nhìn thấy một con ma. Sauja Khanna đã đến. Sauja Khanna, cậu ấy có đến nữa không? Có, một lần nữa. Hắn ta đến đây mà không bao giờ được mời. Cha sẽ đối phó với hắn ta. Cậu ấy đã nói gì? Cậu đã mang gì vào trong cái bọc này? Ông ơi, nó chứa... một cái tạp dề. Có vẻ như doanh nghiệp của cậu đang hoạt động thua lỗ. Có lẽ đó là lý do tại sao mà cậu thay đổi nghề nghiệp của mình từ đầu bếp sang thợ giặt là...
Dạ thưa ông, đây là tạp về của mê hết à? Cô ấy để quên nó trên trường quay, vì vậy cháu đã đến đây để đưa nó cho cô ấy. Tôi thấy rồi, vì vậy cậu sẽ đến nhà của các thí sinh khác và trả lại tạp về cho họ chứ. Ngày hôm nay của cậu dường như rất rảnh rỗi nhỉ? Làm ơn ngồi đi cháu yêu, cháu uống trà nhé. Đúng vậy, mời ngồi. Canta, chúng ta chỉ có 24 giờ, lễ Roca là vào ngày mai. Tại sao con lại muốn lãng phí thời gian để pha trà? Roca, ai sắp kết hôn sao? Rõ ràng là tôi sẽ không kết hôn ở tuổi này. Con gái lớn của gia đình chuẩn bị kết hôn, mê hết. Mê hết sắp kết hôn. Ý cháu là làm thế nào mà mọi thứ được quyết định một cách bất ngờ như vậy? Chúng tôi không treo áp phích để thông báo về cuộc hôn nhân của một thành viên trong gia đình. Nhân tiện, cậu có vấn đề gì hay không? Nếu như cậu không phiền, thì chúng tôi muốn bắt đầu chuẩn bị. Từ biệt. Tôi sẽ cho cô nghỉ phép. Tạm biệt. Sao gia? Hannah? Chuyện gì đã xảy ra? Cô Sama, tôi hy vọng tôi không xúc phạm cô và gia đình của cô bằng cách lấy tạp về của cô. Không thưa anh, trên thực tế, làm thế nào để tôi nói với anh được? Cảm ơn anh rất nhiều về chiếc tạp về nha. Tôi đã treo chiếc tạp về đó trong suốt hành trình của mình trên Super Cup của Ấn Độ. Và cô đã để nó ở đó. Một điều nữa, tôi thật sự xin lỗi vì những gì mà ông của tôi đã nói ngày hôm nay. Ông ấy không nên cư xử như vậy với anh. Ý tôi là anh đã đi một quãng đường rất xa. Và không sao đâu, cô đã đến vào ngày hôm qua và hôm nay tôi đã đến đây. Nhân tiện, tôi đang nghĩ đến việc mời cô Mehet đi uống một tách cà phê sau khi đưa tạp về cho cô. Nhưng tôi đã không biết rằng lễ Roca của cô sẽ diễn ra vào ngày mai. Tôi thực sự không biết điều đó. Ngay cả tôi cũng không biết nữa mà. Thật sao? Cô luôn nói rằng các thành viên trong gia đình yêu cô rất nhiều và chăm sóc cho cô rất tốt mà. Điều gì đã xảy ra với gia đình yêu thương của cô vậy? Họ đã chuẩn bị lễ Roca của cô mà không thông báo cho cô. Thật là kỳ lạ hết sức. Nghe đây, gần đây ở chỗ tôi có nhiều chuyện xảy ra lắm, vì thế mà tôi sắp phải kết hôn. Chỉ vì tôi không thể chia sẻ mọi thứ với anh được, điều đó không có nghĩa là anh có thể chế nhạo gia đình của tôi và tôi. Tôi xin lỗi cô, tôi không hề muốn chế nhạo cô. Nhưng mà cô thấy đấy, tôi có thói quen chế nhạo mọi người mà. Thói quen cũ khó thay đổi. Đó là một thói quen xấu đó, anh bỏ nó đi. Anh thấy đấy, lựa chọn sai từ ngữ và lạm dụng bằng lời nói còn gây tổn thương nhiều hơn là đá và đấm. Ngòi bút có thể mạnh hơn thanh kiếm nhiều. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ xin nghỉ phép cho cô. Nhân tiện đây, tôi muốn nói với cô một điều nữa. Hãy chỉ kết hôn sau khi xem xét cẩn thận. Một quyết định sai lầm có thể khiến cô đau khổ cả đời. Tôi sẽ xin nghỉ phép cho cô.
Bảo trọng. Tôi sẽ gặp anh. Đây là sao Gia Khanna. Chắc chắn có một cái gì đó mờ ám ở trong này. Cô chỉ kết hôn sau khi cân nhắc cẩn thận. Một quyết định sai lầm có thể khiến cô đau khổ cả đời. Cho nên tôi mong cô hãy suy nghĩ thật kỹ. Nghe này, bê hết, tím đã nhờ Manxi mời họ hàng của chúng ta và mọi người trong khu phố. Chú của cháu đang chuẩn bị hôn lễ này. Cháu hãy làm việc này, lập danh sách những thứ mà cháu cần đi. Bê hết. Điều này có nghĩa là cháu thậm chí không lắng nghe. Thím đã lãng phí năng lượng của mình. Cháu xin lỗi, thím đã nói gì vậy thím? Cháu đang nghĩ gì trong đầu vậy? Mọi việc vẫn ổn chứ? Dạ thưa thím, có phải cháu đang nghĩ về cách ông cư xử với Sao Gia không? Dạ không ạ. Thím nói cháu biết phải làm gì đi thím. Không, cháu chỉ cần chuẩn bị một danh sách mua sắm, thím sẽ lo phần còn lại cho. Dạ được ạ. Mình nghĩ rằng mình đã mất trí rồi. Tại sao mình lại nghĩ về người đàn ông gắt gỏng đó chứ? Mình cần kiểm soát bản thân và tập trung lại. Ngày mai là lễ rô ca của mình. Mình nên tập trung vào đó. Tại sao cuối cùng mình lại nghĩ những điều mà mình không muốn nghĩ đến? Ôi không, chị xin lỗi Neho. Chị hy vọng em đã không làm tổn thương chính mình. Hãy để em một mình đi. Neho, em khóc sao? Đúng, em đã khóc. Tại sao chị lại thể hiện sự quan tâm giả tạo đó sau khi phá hỏng mọi thứ của em? Neho, tại sao em lại nói chuyện với chị như vậy? Em nên nói chuyện với ai khác nếu đó không phải là chị. Có chuyện như vậy? Chị có muốn biết không? Liệu chị có thể chịu đựng được không? Chị có muốn biết không hả? Nói cho chị biết đi Neho. Neho. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì. Tôi sẽ hành động. Nếu như anh không cho ngừng nghi lễ Roka lại thì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi cảnh báo anh lần cuối, quỷ bỏ đám cưới của anh với mẹ hết ngay cho tôi. Anh không thể dứt bỏ tôi như thế này được. Anh và tôi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi. Nghe này em yêu, đừng phát điên như vậy. Chấp nhận những gì số phận đã định sẵn đi. Và nếu như có thể, hãy mặc một chiếc váy không tay và hở lưng vào ngày mai. Anh muốn chụp ảnh tự sướng với em dâu của anh. Được rồi, tạm biệt em.
Nghe này Bami, chị đang nói với em, hãy nghĩ kỹ lại đi. Em nên xem lại quyết định để Ajay kết hôn với Mehet. Chị đang nói với em, chắc chắn có điều gì xảy ra. Hình như nó đang nảy nở giữa Mehet và Sao Gia Khanna. Chị thấy hai người họ nắm tay nhau và ôm nhau. Không chỉ như vậy, hai người họ còn chìm đắm trong đôi mắt của nhau nữa. Cả thế giới không thể sai được đâu, Bami à. Đầu tiên, cô ấy xuất hiện trên TV. Sau đó tấm áp phích về cô ấy đã được dán lên. Và em biết những gì, Sao Gia Khanna thường xuyên đến chỗ của cô ấy. Cá nhân của chị nghĩ, Bami, có gì đó rất đáng nghi trong này đó. Chúng ta không cần phải giấu thằng bé bất cứ điều gì đâu. Đến đây nào con yêu. Chị hãy hoàn thành những gì chị đang nói đi. Em thấy đấy Bami, Mehet giống như một đứa con gái đối với chị. Nhưng em là người thân của chị. Đứng từ phía là vợ của Sono. Vì vậy, nhiệm vụ của chị là đảm bảo rằng em sẽ nhận thức được sự thật. Chị khuyên em nên hủy bỏ đám cưới của Ajay và Mehet ngay đi. Em thấy đấy, Kanta rất kiêu ngạo mà. Cô ta sẽ không hiểu đâu rằng triệu phú Sao Gia Khanna đang đùa giỡn với Mehet Sharma. Như vậy, hãy làm những gì có lợi nhất cho con trai của em đi. Chỉ còn 24 giờ để chuẩn bị, để Roka sẽ diễn ra vào ngày mai. Roka của ai? Con gái lớn của gia đình chúng tôi, Mehet. Mẹ, là mẹ sao? Có chuyện gì vậy con? Con là một người luôn bận rộn với công việc mà. Nhưng mà những ngày này con lại chìm trong suy nghĩ là sao? Điều này xảy ra khi một người đang lo lắng hoặc là đang yêu đó. Vì vậy con đang lo lắng hay con đang yêu? Mẹ ơi, dạo này mẹ xem nhiều phim quá. Không lẽ con đang nghĩ về công việc sao? Dạ thưa ông, có người đến gặp ông ạ. Cô ấy không hẹn trước mà nói đang có chuyện quan trọng. Những người này thật sự rất giàu có. Có hẳn một đường xe chạy, một khu vườn và một hồ bơi bên ngoài. Nhìn vào đống nội thất đi. Có rất nhiều thứ đắt tiền ở đây. Mẹ ơi, sẽ có người đến đấy, đặt nó xuống đi mẹ. Mẹ chắc chắn rằng những thứ này trị giá hơn 1 tỷ ruby đó con. Bởi vì họ đến từ Nam Delhi, con khá chắc chắn rằng họ thích thể hiện. Con chắc chắn rằng họ đã mua mọi thứ bằng tiền đen. Mẹ nói cho con biết đi, tại sao chúng ta lại ở đây? Nghe này, con phải có được những thứ béo bở đó cả đời. Ít nhất là lấy từ những lợi ích từ các mối quan hệ của cô ta. Sao Gia, con có biết những người này không? Xin chào thưa bà, tôi là Bami. Tôi là người hâm mộ Sao Gia Khanna và là người chiến thắng cuộc thi Miss Delhi được tổ chức ở Delhi hát. Và đây là con trai của tôi, Ajay. Hẳn là bà đã biết tôi là mẹ chồng tương lai của Mehet Sharma. Đó là buổi lễ roka của thằng bé và Mehet vào ngày mai. Mehet sẽ kết hôn sao? Vâng, chúng tôi đã đàm phán trong 2 tháng. Cuối cùng cuộc hôn nhân này đã được ấn định ngay hôm qua. Tại sao các người lại tới đây? Chúng tôi đến để mời cậu. Nghe này, chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên,
chúng ta thậm chí còn không biết nhau, và chúng ta chưa nhận được lời mời nào từ gia đình mê hết. Họ có thể không mời cậu đâu. Cậu thấy đấy, những người đó rất đơn giản và ngây thơ. Họ không biết cách duy trì các mối quan hệ. Cậu thấy đấy, mê hết rất gần gũi với các cậu mà. Hai người thậm chí còn đến thăm nhà của nhau. Vì vậy tôi đã nghĩ đến việc đến đây và mời mọi người. Nghe này, tôi sẽ thẳng thắn với cậu, cậu Khanna. Xin đừng cảm thấy đau buồn. Nhưng mà cậu thấy đấy, những người trong nhà của chúng tôi vẫn nói về những gì đã xảy ra giữa cậu và mê hết. Một người ghê tởm thậm chí còn dán cả phích. Và tôi không muốn bất cứ ai nói xấu về mê hết sau khi cô ấy kết hôn với gia đình của chúng tôi. Nếu như các người tham dự đám cưới với tư cách khách mời của chúng tôi, mọi người sẽ hiểu rằng cậu và mê hết chỉ là bạn bè với nhau thôi. Vấn đề là như vậy. Mọi người sẽ ngừng nói về những thứ rác rưởi thôi. Và thưa ông, chúng ta cũng sẽ hiểu nhau hơn ạ. Nói cho tôi biết, cậu sẽ đến chứ? Cảm ơn mọi người đã mời chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn sẽ đến. Đưa cho mẹ, hãy ăn kẹo đi. Nghe này, treo dây hoa đàng hoàng lên đi. Đặt những bông hoa ở đây. Đừng để bất kỳ phần nào không được trang trí. Tôi sẽ không thanh toán đầy đủ cho anh đâu. Đặt chúng lại với nhau. Mohit, thay cua tai của con đi. Nó trông rất rẻ tiền. Dân con sẽ thay nó sao? Con sẽ không mặc cái này đến buổi lễ đâu. Đừng lo, để con trang trí xong chỗ này. Được rồi. Đê Hồ, có chuyện gì vậy? Con không muốn đi chuẩn bị sao? Các vị khách sớm đến đây đó. Có chuyện gì vậy? Bất cứ khi nào có một buổi lễ nào trong nhà, con đều gắt gỏng như vậy hết. Banshee mê hết đâu rồi? Em nghĩ rằng con bé đang ở trong bếp. Con bé đang làm gì ở đó? Chuẩn bị sẵn sàng cho nó đi. Dạ xin chào ông Vasti. Nào, vinh quang cho nữ thần, chào mừng. Chào mừng, chào mừng. Thần linh phù hộ cho cô. Đến đây, xin hãy đến đây, đến đây đi. Nào, vào đi cháu yêu. Ôi, em trông gợi cảm đấy em dâu. Thật sự rất gợi cảm. Chị đã cảnh báo em không được tiến hành buổi lễ, nhưng mà em đã không nghe chị. Giữ lời khuyên đó cho chính mình đi. Chào mừng. Mày hết nhìn xinh quá. Nào, chúng ta hãy bắt đầu thực hiện các nghi lễ đi. Đợi đã, một vị khách đặc biệt vẫn chưa đến mà. Khách mời đặc biệt á, ai vậy? Nhìn kìa, họ đến rồi. Tôi đã nói với anh là đừng tiến hành nghi lễ Roka Ache. Nhưng mà anh đã chọn bỏ qua lời cảnh báo của tôi. Anh sẽ phải trả giá đắt cho điều này. Mê hết. Ngay cả sau khi ta đe dọa sẽ rời khỏi nhà, không ai đồng ý để mày hết kết hôn với Achei hết. Ta không ở đây nữa đâu, hãy để ta yên. Mọi người muốn gì? Thậm chí cháu không muốn để cho ta chết một cách yên bình hay sao? Mọi người sẽ không để cho ông chết đâu. Cháu đã sẵn sàng kết hôn với Achei rồi.
cô ấy cân nhắc cẩn thận rồi hãy kết hôn sao? Một quyết định sai lầm có thể khiến cho cô phải đau khổ cả đời này đấy. Tôi không muốn bất cứ ai nói xấu mẹ hết sau khi con bé kết hôn với gia đình của chúng tôi. Nếu như cậu tham dự đám cưới với tư cách là khách mời của chúng tôi, mọi người sẽ hiểu rằng cậu và mẹ hết chỉ là bạn bè với nhau thôi. Chỉ như vậy thôi, một vị khách đặc biệt vẫn chưa đến đâu. Nhìn kìa, họ đang ở đây rồi. Rất vui vì bà đã đến. Tôi đã đích thân mời họ đó. Mọi người thấy đấy, những người bạn của gia đình mê hết bây giờ cũng là bạn của gia đình chúng ta mà. Trông mê hết tuyệt đẹp làm sao. Mẹ nói đúng chứ? Cảm ơn vì đã đến đây thưa ông. Hãy ăn tối với chúng tôi trước khi rời đi. A Chay, tôi đã nói với anh rằng đừng bao giờ tổ chức nghi lễ Roka. Nhưng mà anh đã chọn phớt lờ lời cảnh báo của tôi, cho nên anh sẽ phải trả giá đắt cho điều này. Mê hết, trời ơi, mê hết, cháu có bị thương ở đâu không? Cháu ổn không vậy? Em yêu à, em có ổn không? Thần linh ơi, anh đã rất sợ hãi đó. Sao da, con không sao chứ? Mẹ hy vọng rằng con không bị thương. Mẹ, con sẽ đi lau vết bẩn này. Đây là một điểm xấu, có một vết bẩn trên cái khăn choàng cổ này. Mê hết, cháu có bị thương ở đâu không? Làm thế nào mà lại có máu trên khăn choàng vậy? Cháu không sao đâu thím, 2 phút nữa cháu sẽ quay lại ngay. Thím có nên đi cùng không? Không, cháu quay lại ngay mà.
Không sao đâu mẹ hết, tôi không còn là trẻ con nữa, tôi tự xử lý nó được. Tôi sẽ đi lấy hộp sơ cứu. Để tôi lau cái vết bẩn này cho cô. Xin chúc mừng. Mẹ hết trông thật là đẹp. Mẹ nói đúng không? Ông có cuốn sách này cho cháu. Những lời khuyên về cách để có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ba vợ ông đã tặng cuốn sách này cho ông, hôm nay ông sẽ đưa nó cho cháu. Ông không biết cháu liệu có thích đọc sách hay không, nhưng mà ông khuyên cháu nên thử đọc nó một lần. Cảm ơn ông nội. Nhưng mà nó là bản tiếng Hindi hay là bản tiếng Anh vậy ông? Thằng nhóc nghịch ngợm này. Mẹ ơi, ăn chút gì đi mẹ. Được rồi, mẹ biết con sẽ không ăn bất cứ thứ gì. Tất nhiên, con không thể làm tăng mức cholesterol của mình bằng cách ăn thức ăn do một người địa phương nấu được. Làm ơn đi. Đi hồ, một đám cưới không chỉ là chuẩn bị sẵn sàng được. Hãy đi và giúp mẹ hết đi. Thím à, mấy ngày nay tâm trạng của con bé không được tốt lắm. Thím hãy nói chuyện với nó đi. Con đừng có lo lắng, chúng ta sẽ xử lý mọi thứ. Ăn thôi nào mọi người. Nhân tiện đây, hôm nay mẹ hết chưa không nấu ăn. Nhưng mà tôi sẽ mời mọi người đến chỗ tôi ăn tối sau lễ kết hôn. Mọi người sẽ được thưởng thức đồ ăn do con dâu tôi nấu.
anh đang làm gì đấy? Không, anh chỉ là đang trêu vợ sắp cưới của mình thôi. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao cháu lại chảy máu? Chuyện gì đã xảy ra thế? Không có gì đâu thím, cháu bất cẩn làm dở chiếc vòng tay thôi. Dì không biết chuyện gì đã xảy ra. Kể từ sáng nay có hai người đã bị thương rồi. Đừng lo, chị đi lấy hộp sơ cứu đi. Được rồi, em ở cạnh con bé. Nhanh đi, trễ rồi, mọi người cũng ăn đi. Đây, chị đã mang theo một cái đĩa. Họ nên ăn từ cùng một đĩa. Thật tốt khi được gặp bà. Cảm ơn cô. Chúng ta đã rất vui. Tôi muốn chúc mừng tất cả các bạn và Mayhead một lần nữa. Cảm ơn bà, chúng tôi rất vui vì bà đã tới đây. Ajay, lại đây. Bà Khanda đang chuẩn bị rời đi. Đi gặp bấy một lần đi. Cô là ai? Cái gì? Cô không thể là Mehesh Sharma. Cô không phải là người phụ nữ mà tôi biết. Anh đang nói gì vậy? Nếu cô là người phụ nữ đó, cô hẳn sẽ tát người đàn ông mà cư xử không đúng mực với cô. Cô không cần phải nói dối để bao che cho sai lầm của anh ta đâu. Tôi đoán là tôi đã nói đúng. Tính khí thuộc tầng lớp trung lưu của cô sẽ không bao giờ thay đổi. Cô là một kẻ đạo đức giả và lỗi thời. Cho dù vị hôn phu của cô có như thế nào, cô vẫn sẽ tôn trọng anh ta. Cô sẽ tôn trọng anh ta cả đời, kể cả sau khi kết hôn. Cho dù anh ta có tàn bạo với cô đến mức nào, thì cô vẫn sẽ tha thứ cho anh ta. Tôi nói đúng không? Xin chúc mừng, có thể cô sẽ tận hưởng cuộc sống mới của cô. Cô xứng đáng với cái gã ngu ngốc ấy, Mehesh Sharma. Chúng ta đi thôi chứ mẹ. Được, con bị trễ rồi, làm ơn. Đi nào. Được rồi. Mayhead sẽ kết hôn trong vài ngày nữa. Không phải tất cả mọi người đều hạnh phúc sao? Con không vui hả? Vâng thưa mẹ, con rất vui. Cuối cùng thì tất cả những giấc mơ của Mayhead đã trở thành sự thật rồi. Con thật sự rất mừng cho cô ấy. Tật xấu thì không bao giờ có thể bỏ được. Anh ta lại chế nhạo mình vì thuộc tầng lớp trung lưu. Mình sẽ chịu đựng sự tàn bạo đó nếu như mình muốn. Tại sao anh ta lại gièm pha mình? Con không khuyên răn được đâu mẹ. Thực ra đó không phải là mối quan tâm của con. Hãy để mọi người làm những gì họ muốn đi. Mọi người có quyền được hủy hoại hoặc làm tăng giá trị cuộc sống của họ. Điều đó có gì mà quan trọng với con đâu chứ. Con không hiểu ý nghĩa đằng sau những cuộc hôn nhân sắp đặt. Hai cá nhân không hề tương thích với nhau, đồng ý dành cả cuộc đời của họ với nhau. Sau đó họ hủy hoại cuộc sống của nhau. Hôn nhân sắp đặt không phải của chỉ hai cá nhân mà là của hai gia đình. Có rất nhiều vấn đề liên quan trong đó. Nhưng mà nói thì anh ta cũng sẽ không hiểu đâu. Anh ta là người cộc cằn mà. Anh ta hẳn chưa bao giờ phải quyết định trong cuộc sống này. Sao gia? Không phải ai cũng may mắn được chọn bạn đời cho mình đâu con. Đôi khi người ta phải chấp nhận số phận của mình và kết hôn với người mà gia đình đã lựa chọn đó. Luôn luôn có một lý do để từ chối. Không nhất thiết phải kết hôn mà. Thà
thà cả đời không lấy chồng còn hơn, thay vì dành cả cuộc đời của mình với một người không xứng đáng. Đây là điều mà con nghĩ. Nói cho mẹ biết đi, tại sao con lại bồn chồn với những gì mà mẹ hết đang làm? Mẹ nghĩ vậy là sao? Thôi nào mẹ, làm ơn đi. Tại sao con lại lo lắng chứ? Con chỉ muốn đưa ra ý kiến của con thôi, chỉ vậy thôi. Thím xin lỗi, thím là người đã trêu chọc cháu về cân nặng đúng không? Vậy thì tại sao thím lại cười cháu khi cháu đang cố gắng giảm cân? Được thôi, cháu sẽ không giảm cân nữa đâu. Thím xin lỗi cháu yêu. Nghe này, thím xin lỗi, thím đã phạm phải một sai lầm. Cháu đang làm một điều rất đúng, hôm nay thím phải phơi quần áo. Thím sẽ chạy bộ tại chỗ với cháu vào ngày mai được không? Không, thím nghiêm túc đấy, dạ dày của thím đang rất khó chịu. Không, thím đi đi, cháu muốn làm một mình. Vậy thì hãy tiếp tục đi. Không, cháu sẽ làm khi không có ai hết. Đi đi. Được rồi, cháu có muốn giảm cân trước khi đám cưới diễn ra không? Canh ta bê hết. Nhìn đi, hôn nhân sẽ trông như thế này đấy. Chồng của cháu sẽ gọi cháu vào sáng sớm, và cháu sẽ phải chăm sóc cho anh ấy. Ngồi đi, xin mời ngồi. Ngồi đi. Chú cũng ngồi đi ạ. Cháu ngồi xuống đi. Ngồi đi cháu yêu. Chào em dâu. Em luôn thức dậy muộn như thế này hay sao? Hay là em đã chat chít trên Facebook cả đêm qua? Chuyện gì xảy ra vậy chú? Thực ra thì cháu đến để xin phép mọi người. Mọi người cũng thấy đấy, cháu có quan hệ rất rộng và cháu thì rất nổi tiếng trong đám ấy. Ngay khi bọn họ biết cháu đã đính hôn rồi thì họ lại bắt đầu chỉ trích cháu và mê hết. Lại một bữa tiệc khác. Thật tốt khi cháu đang muốn giới thiệu mê hết với bạn bè của cháu. Nhưng mà gặp nhau trước khi kết hôn thì... Dì ơi, không gặp nhau thì làm sao mà quen nhau, hiểu nhau được ạ? Ý cháu là không phải cô ấy là bạn gái của cháu. Cháu không có ý định đưa cô ấy đi hẹn hò trước khi kết hôn đâu. Đúng, chú chấp nhận. Bê hết là vị hôn thê của cháu. Cháu hãy làm một điều, hãy đưa Mohit và Neho đi cùng đi. Chúng sẽ bầu bạn với Bê hết. Nghe này, cháu xin lỗi, xin chú đừng hiểu sai ý cháu. Nhưng mà bạn bè đang ném đá chúng cháu đó. Bê hết là hôn thê của cháu. Nếu Neho và Mohit cùng tham dự bữa tiệc thì sẽ rất khó xử đó. Ý cháu nói là ai lại đưa em dâu anh rể đi dự tiệc chung với vợ của mình. Nhưng mà Ajay, chỉ sau khi cô dâu được tiễn đi, cô ấy mới được người đàn ông của mình đưa ra ngoài thôi. Trong gia đình của chúng tôi, các cặp vợ chồng được phép ra ngoài cùng nhau khi mà có sự hiện diện của anh rể và em dâu thôi. Được rồi, không sao đâu. Cháu cứ nghĩ mình là chồng sắp cưới của cô ấy thì cháu được phép đưa cô ấy đi dự tiệc chứ. Dù sao thì thôi cháu về nha. Khoan đã cháu yêu.
Dù rằng chúng ta sống ở Delhi cũ, nhưng mà chúng ta cũng rất cởi mở mà. Mê hết chắc chắn sẽ đi chơi với cháu. Ajay, nếu như những người có thể để cho Mehet đi khỏi thành phố này một mình để tham gia một cuộc thi nấu ăn, thì họ chắc chắn có thể để cho cô ấy đi chơi với con rể của gia đình này. Cháu là chồng sắp cưới của con bé, cháu có quyền đưa con bé đến mọi nơi mà cháu muốn. Mehet, cháu sẽ đi chứ. Dân à, cảm ơn em rất nhiều vì đã cho bữa tiệc trở nên đặc biệt hơn. Có ổn không nếu anh sẽ đến đón em vào lúc 7 giờ tối? Được chứ. Alo, ai đang gọi vậy? Alo, thưa ông, đây là Ajay. Tôi có biết anh không? Anh gọi từ bộ phận nhân sự sao? Nhân sự? Không, là từ Chowdhury Baza. Tôi là chồng sắp cưới của Mehet đây. Ồ, chào Ajay. Anh gọi bất ngờ quá, mọi việc ổn không? Thưa ông, mọi thứ đều ổn hết. Một người có thể có vấn đề gì khi có một người bạn như ông chứ? Nhân tiện đây, tôi gọi để mời ông. Anh muốn mời tôi đi đâu? Anh định tổ chức lễ Roka một lần nữa hả? Không thưa ông, bạn bè của tôi đang tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho Mehet và tôi đó. Bữa tiệc này diễn ra tại câu lạc bộ Radio Nai ở Chowdhury Garden. Nếu như ông xuất hiện, những người bạn của tôi, Mehet và tôi sẽ rất cảm kích. Ông thấy đấy, tiêu chuẩn bữa tiệc của chúng tôi cũng sẽ tăng lên. Bữa tiệc của chúng tôi cũng có thể được truyền thông đưa tin. Nghe đây Ajay, tôi bận lắm. Vì vậy tôi không thể đến được, dù sao cũng cảm ơn vì mời. Được rồi. Gã kiêu ngạo này. Cầm lấy đi. Gì à? Bé hết sắp tới chưa ạ? Con bé đang đến đó cháu yêu. Hai người họ trông thật hợp nhau, cầu mong không ai nguyền rủa chúng. Chúng ta đi được chưa? Chúng ta cũng sắp muộn rồi. Được rồi cháu yêu, cháu đi đi. Ajay đã chờ cháu lâu lắm rồi đó. Đi nhanh đi. Em yêu à, đưa tay cho anh. Tại sao? Hãy đưa đây. Anh đang làm gì vậy? Nghe đây, hai chúng mình sắp đám cưới với nhau rồi. Chúng mình hãy nắm tay nhau đi hết cuộc đời nhé em yêu. Nghe này, em mặc gì ở bên trong vậy? Ý anh là gì chứ? Ồ,
Vậy là anh chuẩn bị có bất ngờ lớn hay sao? Bây giờ anh sẽ lái xe rất nhanh. Em cởi áo ra đi. A Chi, anh bị làm sao vậy hả? Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Anh chỉ đơn giản là yêu cầu em làm những gì mà mọi cô gái làm ngày nay. Các cô gái đều che giấu bộ trang phục kiệm giải mà mình đã mặc bằng cách mặc một chiếc váy truyền thống bên ngoài và đánh lừa gia đình của mình thôi. Em thực sự không mang theo một cái váy nào hết. Em sẽ tham dự bữa tiệc trong chiếc Sawakanet này. Cái gì? Em yêu, chúng ta không tham gia một cuộc thi ăn mặc sang trọng. Nhìn anh này, anh trông sành điệu, anh trông rất đẹp trai. Không sao cả. Anh sẽ lái xe nhanh nhất có thể. Chúng ta sẽ đến CB và mua cho em một chiếc váy thật quyến rũ. Em thay nó ra. Em thấy đấy, em sẽ gặp bạn bè của anh lần đầu tiên. Hãy gây ấn tượng với họ đi. Khoan đã Ajay, em cảm thấy thoải mái với những gì mà em đang mặc, và em không muốn gây ấn tượng với bất kỳ ai hết. Xin anh hiểu cho em. Em yêu, hãy cố hiểu đi. Chúng ta sẽ đến một quán rượu sang trọng. Em không thể đến đó trong bộ quần áo như vậy được. Mọi người sẽ cười nhạo em đó. Điều đó rất xấu hổ đối với anh. Ajay, nếu như anh nghĩ cách ăn mặc của em sẽ khiến cho anh xấu hổ thì em không muốn tham dự bữa tiệc này nữa đâu. Em rất thoải mái khi mặc những bộ quần áo này vì em không nghĩ chúng có vấn đề gì hết. Nhưng nếu như anh nghĩ rằng bạn bè của anh sẽ chế nhạo anh vì cách ăn mặc của em thì bây giờ em nên về nhà. Mày hết, em cảm thấy tồi tệ hay sao? Anh chỉ muốn mọi người nhìn thấy vẻ đẹp của em. Anh muốn họ thấy được em nóng bỏng và quyến rũ như thế nào. Nhưng mà nó sẽ ổn thôi. Anh vẫn thấy em lộng lẫy trong mọi trang phục mà. Ý anh là vậy, anh thề. Xin hãy tin anh. Xin hãy để tâm đến yêu cầu của anh. Hãy đến câu lạc bộ với anh nhé. Được chứ, cảm ơn em. Chào các cậu, sao rồi? Bạn của chúng ta đều ở đây. Mọi người, cô ấy là vợ sắp cưới của tôi đó. Cô ấy thế nào? Anh đang làm gì vậy? Anh đang dành cho vợ sắp cưới của mình thật nhiều tình yêu. Thế giới nên biết chúng ta yêu nhau nhiều như thế nào. Nào, ôi thần linh ơi, sao Yakhanda? Anh ta đang làm gì ở đây? Tuyệt vời quá. Bạn bè, anh ấy không cần giới thiệu. Anh ấy là người đặc biệt mà tôi mời đến, sao Yakhanda. Cảm ơn vì đã đến, bạn của tôi. Nào các bạn, được rồi các bạn, bạn đã gặp Sao Gia Khanna chưa? Bây giờ đi và thưởng thức đi. Sao Gia, anh uống gì? Tôi sẽ uống một ly nước trái cây. Được chứ, tôi sẽ lấy nó cho anh liền. Chào. Chào anh. Nhân tiện đây, anh dường như đã trở thành bạn tốt của Ajay. Anh đã tham dự Roka ngày hôm qua, giờ hôm nay anh lại ở đây. Tôi không đến đây vì Ajay. Tôi thấy tại sao anh lại đến đây chứ? Tôi chắc rằng anh không đến đây để uống một ly nước trái cây. Tôi đến là vì cô mà.
cô không biết nơi này rẻ tiền như thế nào đâu. Cảm ơn anh rất nhiều vì sự quan tâm của anh dành cho tôi, nhưng mà tôi có thể tự lo cho mình. Anh đã quở trách tôi ngày hôm qua rồi. Tôi cảm ơn anh vì điều đó. Anh không cần phải làm bất cứ điều gì cho tôi nữa đâu. Đúng. Rốt cuộc cô có tên ngốc này chăm sóc cho cô. Tôi xin lỗi. Ý tôi là vị hôn phu của cô đó, người mà cô tôn trọng. Tôi có đúng không? Ly nước trái cây của anh đây. Bà My, nói cho mình biết đi, có phải cô gái đó đã gây ấn tượng với Ajay đến mức bạn đã ấn định cuộc hôn nhân của Ajay với cô ấy vào trong một đêm như vậy? Chúng mình đã làm một việc. Đúng vậy, chúng mình đã giúp ích cho nhà Sama. Sau khi danh tiếng của Mehet bị bôi nhọ, những người đó đã cầu xin bọn mình chấp nhận cô ấy. Đúng, mình thừa nhận Mehet không phù hợp với tiêu chuẩn của chúng mình, nhưng mình sẽ trải chuốt cho cô ấy khi cô ấy đến chỗ của chúng mình sau khi kết hôn. Cậu cũng mời cả cô ấy hay sao? Gì à? Thật ra con cần nói chuyện à? Nó rất gấp. Đến đây. Gì à? Cháu chỉ cần 5 phút của dì thôi. Cháu cần nói chuyện riêng với dì. Ngay lập tức. Được rồi, mọi người hãy sáo bài đi, mình sẽ trở lại ngay. Nào. Dì, dì à, cháu biết là cháu không nên quấy rầy dì, nhưng mà cháu không chịu được, cháu cần phải nói chuyện với dì ngay bây giờ. Điều gì lại xảy ra thế? Mẹ hết là bỏ trốn hả? Dì, không phải chuyện của chị gái cháu, mà là của con trai dì. Tất cả đều bắt đầu khi mọi người đến chỗ chúng cháu lần đầu tiên đi gặp mẹ hết. Anh sẽ tải những bức ảnh này lên internet. Sẽ có nhiều thành viên gia đình em chắc sẽ tự tử lắm đó. Cháu đã cố gắng hết sức để Ajay hiểu ra, nhưng mà anh ta bắt đầu đe dọa cháu. Anh ta còn bắt đầu tống tiền cháu. Gì, cháu không biết phải làm gì hết. Nếu như cháu nói với mọi người trong gia đình của cháu về điều này, họ sẽ không hiểu đâu. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Gì? Gì ơi, vì là hy vọng duy nhất của cháu. Hãy khiến cho Ajay hiểu ra trước khi lễ troca diễn ra đi gì. Hãy làm cho Ajay hiểu trước khi ba cuộc đời bị hủy hoại. Nói với anh ấy đừng làm điều này. Hai bọn cháu yêu nhau rất nhiều, nhưng cháu không biết tại sao anh ấy lại làm điều này nữa. Làm ơn đi gì, xin hãy làm gì đó đi. Làm ơn quỷ đám cưới của Mehet và Ajay đi. Làm ơn đi gì. Dì ơi, làm ơn hãy cứu cháu với dì. Làm ơn đi dì. Dì sẽ phải làm gì đó. Làm ơn, hãy cứu cháu với dì. Làm ơn. Được rồi, đứng lên đi. Cảm ơn dì. Tại sao em lại nhổ nó ra? Em có biết đồ uống ở đây đắt thế nào không? Em không muốn uống nó mà. Nào, nhảy đi. Nào. Nào nào nào. Tôi
tôi sẽ phải cứu con trai của tôi khỏi một cô gái ranh mảnh như cô. Cái gì? Dì đang nói gì vậy dì? Con trai của dì là người đã cầu hôn cháu. Nếu dì không tin, cứ gọi và hỏi anh ta đi. Này, tôi không muốn gọi cho thằng bé, bởi vì tôi biết tất cả mọi thứ. Ai chơi không bao giờ bắt cô phải đi chơi với thằng bé mà. Cô đã từng đi với nó, đó là cô tự nguyện thôi. Cô nên xấu hổ về bản thân vì đã ngoại tình với một anh chàng đã từ chối chị gái của cô chứ. Cô không hiểu điều đó là ngu xuẩn sao? Cô muốn tự rời đi hay là để tôi sẽ ném cô ra ngoài? Cháu đang nói chuyện với chị bằng tất cả sự tôn trọng, và dì thì đang đe dọa sẽ đuổi cháu ra ngoài. Được rồi, tôi thách dì làm điều đó. Tôi sẽ đi và nói với mọi người những gì mà đứa con trai vô liêm sỉ của dì đã làm. Mọi người nên được biết con trai của dì ghê tởm như thế nào. Tôi đoán là cô vẫn chưa tỉnh lại ngay cả sau khi tôi đăng tấm áp phích của mê hét lên khắp nơi. Hãy biết ơn rằng mê hét đã mặc quần áo đầy đủ trong các tấm áp phích đó. Nếu như cô dám làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn thì tôi cũng không ngần ngại đăng những bức ảnh khỏa thân của cô lên khắp Chani Chốc đâu. Gia đình của cô sẽ mất mặt lắm đó. Một vài người trong gia đình của cô thậm chí sẽ tự sát cho mà coi. Đi đi, đi vạch trần con trai của tôi nếu cô muốn đi. Điều đó có nghĩa là gì? Là người đã đưa những tấm áp phích đó lên. Đúng, tôi đã đưa chúng lên. Đó là cách duy nhất để khiến canh ta mất mặt. Ra ngoài đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Em đã nhảy múa thỏa thích ở Astra mà. Tại sao bây giờ em lại cảm thấy ngại ngùng? Gạt bỏ sự ngại ngùng của em đi em yêu. Tất cả là lỗi của dì. Đáng lẽ dì nên đưa cháu và Mohit đi với họ mới phải. Achei đã hứa với dì rằng nó sẽ đưa Mohit về sớm. Dì đã tin nhầm người rồi. Anh bị mất trí hả? Tại sao anh lại dám quấy rối tôi? Làm sao anh dám đưa tôi đến đây bằng vũ lực? Và sao anh dám đánh Achei? Tại sao anh lại cởi áo khoác ra hả? Nghe đây, hôm đó tôi đã say, nhưng mà hôm nay tôi không say đâu. Tôi sẽ đập cái này lên đầu của anh đó. Hãy che chắn lại đi, trước khi một số kẻ ồn ào quay được video của cô. Học cách chăm sóc bản thân đi, cô có hiểu hay không? Còn một điều nữa, hãy giặt nó sau khi mặc. Tôi có thói quen mặc quần áo phải được giặt sạch. Tôi đã nói với anh đừng tiến hành nghi lễ rô ca, Achei. Nhưng mà anh đã chọn bỏ qua lời cảnh cáo của tôi. Anh sẽ phải trả giá đắt cho điều đó. Mê hết. Mê hết chắc chắn sẽ đi chơi cùng với con, đi một mình. Cô nên cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã ngoại tình với một anh chàng đã từ chối chị gái của cô chứ. Đúng,
Sau cùng thì cô có tên ngốc này để chăm sóc cho cô rồi. Ờ, tôi xin lỗi nha. Ý tôi là vị hôn phu của cô, người mà cô rất tôn trọng đó. Ông Khanna, tôi đã tổ chức bữa tiệc này và cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Ông có vấn đề gì không? Đến đây nào tình yêu của anh. Cục cưng, mặc dù em đang mặc đầy đủ quần áo, anh vẫn thấy em rất hấp dẫn đó. Cái gì? Mất trí rồi hay sao? Sao anh cứ phải làm phiền tôi như vậy hả? Bất cứ khi nào tôi cảm thấy rằng anh đã trở nên tốt hơn, anh lại chứng minh rằng tôi đã sai. Tại sao anh dám ép tôi đến đây? Và tại sao anh lại dám đánh AJ? Anh ấy là chồng dư cưới của tôi đó. Anh có thích thú với việc gây rối và làm phiền tôi hay không hả? Xin lỗi, tôi đang nói chuyện với anh. Anh có vấn đề về thính giác hay sao vậy? Anh không nghe thấy tôi nói hả? Anh bị điếc sao? Tại sao anh lại cởi áo khoác của anh ra chứ? Anh nghe đây, ngày hôm đó tôi đã say, nhưng mà hôm nay thì không đâu. Anh dừng lại đi. Đừng có lại gần đây, nghe đây. Dừng lại, tôi sẽ đập cái này lên đầu của anh đó. Che chắn lại đi, trước khi một số kẻ ồn ào quay được video của cô. Không phải là tôi thích giúp cô đâu. Học cách chăm sóc cho bản thân đi, cô có hiểu hay không? Còn một điều nữa, hãy giặt sạch nó sau khi mặc. Tôi có thói quen chỉ mặc quần áo đã được giặt sạch thôi.
những người thuộc tầng lớp trung lưu này đến những nơi như quán rượu, nơi mà họ không thuộc về. Một cô gái ngu ngốc. Không hề có một chiếc xe kéo hay là một chiếc taxi nào hết. Cô Sama, tôi vẫn đang đợi cô đó. Bởi vì sự chậm chạp này của cô đã lãng phí rất nhiều xăng đó. Xăng đến với chúng ta sau khi hàng ngàn người làm việc chăm chỉ và sau khi được chính phủ chi hàng triệu ruby. Nghe này, tôi đang nói với cô một lần nữa. Tôi sẽ đợi đúng 5 giây thôi nha. Lên xe đi nếu cô muốn, nếu không thì tôi sẽ đi đây. Cảm ơn anh. Và cho tôi xin lỗi anh. Nghe đây, hãy nói lời xin lỗi với bản thân của cô đi, vì đã đồng ý kết hôn với một gã đáng ghét như vậy. Anh không cần phải chế nhạo tôi vì mọi thứ như thế đâu. Hãy thắt dây an toàn vào đi. Nghe đây, có những con gấu bông trong phòng của mọi cô gái nói rằng tôi yêu bạn khi nhấn một nút. Mấy ghi âm này sẽ phát ra khi cô không thắt dây an toàn đó. Điều vô lý gì thế này? Yên tâm đi cô Sama. Hãy trút giận lên vị hôn phu đã cư xử không đúng mực với cô. Chiếc dây an toàn tội nghiệp này đã làm gì chứ? Hãy thư giãn đi, làm ơn. Làm gì vậy? Đừng lo, tôi sẽ không bắt cóc cô đâu. Này, các cậu đang làm gì vậy? Tao đã trả cho chúng mày 2.000 ruby, chúng mày sẽ phải trả giá đắt cho việc này đó. Chúng mày không biết ba của tao là ai hay sao? Cho tao uống nữa đi, không thì tao dạy cho chúng mày một bài học. Để tao yên. Cô biết đấy, giúp đỡ cô giống như những nhiệm vụ mà cô gặp phải trong trò chơi điện tử. Mỗi lần đều có một vấn đề mới.
Ý tôi nói là nó thật sự tuyệt vời, thậm chí là tuyệt vời. Tôi vẫn không thể tin rằng một người nào đó có thể lập dị như vậy. Nhưng tiện khi nói lập dị, ý tôi là kỳ lạ và quái gở. Ý là như kiểu cô xin cái nồi áp suất để làm món ý gì. Cô tạo ra những món ăn khác thường nhất. Cô mặc một chiếc áo cộc tay để đi đến một vũ trường. Đám cưới này cũng lập dị không kém. Xin thứ lỗi, đây là vấn đề cá nhân của tôi. Được thôi, vậy thì cô tự giải quyết đi nha. Tất cả những điều này đang xảy ra bởi vì tên vô lại sao Gia Khanna. Đầu tiên, anh ta đánh gãy mũi của tôi trước mặt rất nhiều người. Sau đó anh ta tán tỉnh vợ tương lai của tôi ngay trước mặt của tôi. Cái tên sao Gia Khanna đó. Này, con đã uống quá nhiều rồi đấy. Con chỉ nên uống đủ tửu lượng thôi. Đó không phải là lỗi của con đâu. Đó không phải là lỗi của rượu. Đây hoàn toàn là lỗi của sao Gia Khanna. Nhìn này, anh ta đã làm gãy mũi của con. Ôi thần linh ơi, làm thế nào mà điều này lại xảy ra với con vậy? Chứ tại sao hắn lại đánh gãy mũi của con? Mày hết phải chịu trách nhiệm cho việc này. Thay vì khiêu vũ với chồng sắp cưới, cô ta lại khiêu vũ một cách thân mật với sao Gia Khanna. Con đã cố gắng ngăn cản họ, vì vậy mà anh ta đánh con. Anh ta đánh gãy mũi của con tôi. Đừng khóc con của mẹ, đừng khóc. Đừng lo lắng qua Ajay. Mẹ sẽ tìm cách trả thù sao Gia Khanna vì làm gãy mũi của con trai yêu của mẹ. Nhưng mà hãy chắc chắn rằng con sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho chúng ta khó xử. Mẹ vẫn quan tâm đến bản thân của mình thôi. Còn những gì anh ta đã làm với con thì sao chứ? Còn Mehesama nữa, im miệng đi. Về nhà. Mẹ biết rất rõ cách dạy cho Mehesama một bài học mà. Và đừng lo lắng, mẹ sẽ không tha thứ cho tên sao Gia Khanna kiêu ngạo đó đâu. Cứ đợi mà xem. Tôi chỉ đang hỏi liệu buổi tối ngày hôm nay có thể tồi tệ hơn được nữa hay không. Tôi đến một quán rượu sang trọng, gặp những gã say xỉn và gây sự với chồng chưa cưới của Mehesama. Trước đây tôi đã từng phát cáu khi cô nói chuyện, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự im lặng của cô cũng sẽ làm tôi khó chịu. Vì vậy làm ơn Mehes, hãy nói điều gì đó với tôi. Không sao hết. Đôi khi tốt nhất là giữ im lặng thôi. Cô nói đúng. Nhưng nhà của cô ở rất xa nơi này, và tôi có thói quen nghe những điều rác rưởi từ cô. Vì vậy xin hãy làm một điều gì đó cho tôi. Cái gì? Tôi đã không làm gì cả. Vậy nên làm ơn. Anh ấy thậm chí còn không trả lời cuộc gọi. Ra khỏi xe đi. Cái gì? Tại sao anh lại muốn tôi ra khỏi xe? Xe của tôi bị hư rồi, và thợ sửa xe của tôi đang bận. Cái gì? Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy bất kỳ thợ sửa xe ở đây đâu. Hãy cố hiểu đi. Làm thế nào mà chúng ta sẽ về nhà? Khi mà trời đã khuya như vậy, chúng ta sẽ đi xe buýt số 11. Nếu cô muốn, tôi có thể cõng cô đi. Nghe đây, tôi đã xử lý những tình huống khó khăn hơn. Tôi cũng sẽ xử lý được vụ này. Nhưng mà tôi không thể đảm nhiệm được cô. Hơn nữa tôi rất đói. Vì vậy hãy cố gắng hiểu, hãy hợp tác đi.
Ở đằng kia trông có vẻ là một quán ăn đó. Đi đến đó đi. Vào lúc này hả? Sao? Cô đã quên quán ăn của chú Ratan, nơi cô từng làm việc rồi sao? Cô đã thêm quá nhiều muối vào món đan. Cô đã thay đổi rất nhiều sau khi tham gia cuộc thi đó. Ý tôi là nơi đó có an toàn hay không đó. An toàn? Họ nên lo lắng rằng tôi sẽ đến quán ăn của họ. Nếu thức ăn không đạt yêu cầu, tôi bỏ tù họ vì gây nguy hiểm cho sức khỏe của tôi. Nghe đây, nói cho tôi biết ông có gì cho người phụ nữ đói bụng này ăn đi. Bagan Kabaha, gà Koma, gà Tandoori, gà Biryani, Mutabini. Đợi đã bạn của tôi, lấy cho tôi một vài đĩa đồ chay đi, cái gì ít tốn thời gian để làm ấy, và được. Một người chắc chắn có thể ăn thức ăn như vậy thì không có lựa chọn nào khác. Cô hẳn phải cảm thấy thoải mái khi ở đây. Cô đã xem phim Sát Bờ Sata chưa? Bộ phim đó. Rồi, tôi đã xem rồi. Cô biết các nhân vật trong phim ngấu nghiến thức ăn như thế nào rồi đúng không? Tôi cảm thấy muốn làm như vậy bởi vì tôi đang chết đói. Thôi, anh biết cách tốt nhất để ăn đa cha qua là dùng ngón tay. Anh cũng nên thử đi. Tôi cá là sau đó anh sẽ ngừng sử dụng thìa luôn đó. Chúng ta ăn như thế này hay sao? Như thế này. Cuối cùng thì cô cũng đã chịu cười rồi. Thức ăn ngon làm cho mọi thứ trở nên ổn hơn. Điều đó cũng cho tôi một ít uy tín nữa. Họ sẽ không trở lại sớm như vậy đâu. Cháu luôn đi ngủ trước 10 giờ tối mà. Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy? Tại sao bây giờ vẫn còn thức? Cháu thức dậy vì giống như lý do mà dì thức dậy. Tất cả là lỗi của dì. Dì nên cho cháu và Mohit đi cùng mới đúng. Đồng hồ sắp điểm 12 giờ sáng rồi. Dì sợ quá. Có thần linh mới biết được anh ta đã đưa Mê Hết đi đâu.
A Chay đã hứa với dì rằng cậu ấy sẽ đưa mê hết về sớm. Dì đã tin nhầm người rồi. Cái gì? Không có gì đâu dì. Cháu chỉ nói rằng mê hết đang đi chơi với chồng tương lai của cô ấy. Vậy thì tại sao dì lại lo lắng như vậy chứ dì? Mình chắc chắn rằng họ hẳn đang phải tận hưởng ngay bây giờ. Đê Hồ, dì à, dì nên ngừng lo lắng đi. Họ sẽ sớm về nhà thôi mà. Bây giờ nên đi ngủ đi. Chole Basawari rất ngon. Anh biết gì không, bà ngoại cũng đến từ Basawa đó. Và công thức lại giống như nhau. Bà ấy làm món Chole Basawari cũng ngon không kém. Ôi thần linh ơi, hương vị của hạt carom trong phô mai thật khác thường. Đúng là tuyệt vời. Và anh biết đấy, nước sét từ bếp của chapati được làm ra làm tăng thêm hương vị tuyệt vời. Sao gia, tôi xin lỗi anh. Không phải chúng ta đã có thời gian tốt đẹp sao? Chúng ta đã từng... Đi thôi nào anh bạn. Nào, nghe này, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời tối nay. Cái gì? Đúng vậy, nào. Nghe này, Dalit. Ừ, chúng ta đã có chapati và nước thịt. Đúng vậy. Tôi muốn ăn món tráng miệng ngay bây giờ. Nhìn này, khi bạn có một người phụ nữ tuyệt đẹp trước mặt mình, bạn sẽ khó cưỡng lại sự cám dỗ đó. Sao gia, sao gia, thật tốt khi mọi người đã đến. Không phải các anh đến để đón cô ấy hay sao? Cô ấy đang làm phiền tôi. Cô ấy không ngừng nói. Mọi người đã đến rất đúng lúc. Nói thật, tôi không có hứng thú với cô ấy. Hãy đưa cô ấy đi đi. Đợi đã, tôi sẽ làm một việc. Tôi sẽ bế cô ấy và thả cô ấy vào xe của anh. Anh không cần phải gặp rắc rối đâu. Được thôi, xin mời. Thả cô ấy vào xe giùm tôi. Nghe này, không. Không, cứu tôi với. Này, thả tôi xuống. Nào thưa ông, bỏ cô ấy vào xe tải đi. Cứu tôi với, chúng ta có niềm vui rồi đây. Cứu tôi, đặt cô ấy vào trong xe tải đi. Cứu với, tối nay chúng ta gặp may rồi. Chúng ta sẽ thưởng thức cô gái với toàn bộ trái tim của chúng ta. Anh hoàn toàn đúng, chúng ta sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ. Anh chàng này đang tiến về phía chúng ta. Chúng ta có nên trừ khử anh ta hay không? Nghe đây, anh đã làm mọi thứ dễ dàng hơn với chúng tôi. Cảm ơn. Có việc gì vội vậy? Anh hỏi làm gì? Đưa tôi món quà của tôi đi. Anh muốn gì đây? Không nhiều đâu, một cái chân và một cánh tay của anh thôi. Lấy xe tải của anh từ đồn cảnh sát vào ngày mai nhé.
các người không thể biết được các người đã động vào ai đâu. Tôi biết cô đang cảm thấy sợ hãi lắm, nhưng mà tôi đã cứu cô như một anh hùng. Cô biết gì không? Tôi rất hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi thật sự rất... Tôi đã cứu hai tài xế xe tải đó khỏi một mụ phù thủy. Tôi hiểu rồi. Tôi là một mụ phù thủy. Tôi có phải là mụ phù thủy không? Tôi có phải là phù thủy không? Tôi có phải là phù thủy không hả? Cảm ơn. Cảm ơn anh. Chỉ vì sự bướng bỉnh của cha, May hết vẫn chưa trở về nhà. Cả Achay và May hết đều không trả lời cuộc gọi của tôi. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc gọi cho Bami. Canh ta, đó không phải là điều nên làm đâu. Họ sẽ nghĩ rằng chúng ta không tin tưởng con rể của mình. Chúng ta nên làm gì chứ? Tại sao cháu lại không trả lời cuộc gọi của dì? Sao mà lâu vậy? Mày hết, đây không phải là áo khoác của Achay sao? Cháu cảm thấy lạnh sao? Dân, dì nơi đó ở rất xa.
cháu vô cùng mệt mỏi, cháu có thể đi ngủ được không ạ? Ừ, cháu đi ngủ đi, giờ nhớ thức dậy trước khi tờ báo đến vào bữa sáng đó. Dì của cháu sẽ nấu bữa sáng cho. Thường thì con bé sẽ không ngủ nếu mà không được bảo. Hôm nay con bé buồn ngủ thật hay là nó đang giấu tôi điều gì chứ? Hãy chỉ kết hôn sau khi cân nhắc cẩn thận đấy. Một quyết định sai lầm có thể khiến cô đau khổ cả đời. Tình gắt gỏng đó đã trở thành một quý ông. Mình đã yêu anh ấy. Mình không sa đọa. Anh ta đã lợi dụng mình. Đó là những gì anh ta đã làm. Anh ta chỉ giả vờ yêu thôi. Anh ta chỉ lợi dụng mình. Gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao cậu lại đưa tớ đến đây sớm vậy? Tớ đã đến quán rượu với A Chay vào ngày hôm qua. Cậu không bao giờ nói dối mẹ hết. Nếu không tớ sẽ cảm thấy cậu đang khiến cho tớ cảm thấy ghen tị lắm. Thật không thể tin được. Cậu đến quán rượu với một kẻ xấu chỉ để trở về nhà với một người tốt. A Chay quá ra là tên rẻ mạt như vậy. Và anh chàng cục cằn đó quá ra lại là một chàng trai tốt. Sono, tại sao cậu lại suy nghĩ mọi thứ nhẹ nhàng dữ vậy? Tớ xin lỗi. Nói tớ biết một điều, cậu không muốn kết hôn với A Chay đúng không? Không, nó không phải như thế. Gia đình của tớ đã chọn A Chay cho tớ. Tớ đã sẵn sàng lấy anh ta vì hạnh phúc của ông nội. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là tớ là vật sở hữu của anh ta. Tớ không phải là món đồ chơi mà anh ta có thể tùy ý chơi đùa. Tớ không thích cách mà anh ta cư xử với tớ. Ngay cả sau khi tớ từ chối, anh ta vẫn nắm tay của tớ. Anh ta đã đưa ra lý do gì cho điều đó? Rằng tớ là vợ chưa cưới của anh ta. Anh ta đã say đến mức không nhận ra mình đang làm gì. Liệu cậu sẽ nói về điều này với các thành viên trong gia đình của cậu như thế nào chứ? Tớ sẽ phải nói với họ. Tớ không thể nào bỏ qua cho hành vi sai trái của A Chay được. Đồ ngốc, sao Jakhana, tao sẽ không tha thứ cho những gì mày đã làm với tao. Tao sẽ giết mày, đồ khốn nạn. Tao sẽ giết mày. Mẹ đã đánh thức con từ rất lâu rồi. Con đã uống như điên khi mà con còn được miễn phí. Uống ly nước chanh này đi. Bây giờ hãy nói rõ cho chúng ta biết, hôm qua con đã cư xử không đúng mực như thế nào. Cha ơi, con có làm gì đâu cha. Cha biết con rất rõ mà. May hết là người có lỗi. Con đã rất ngạc nhiên khi cô ấy đến dự tiệc trong trang phục truyền thống. Khi con rủ cô ấy đi dự tiệc cùng với con, người tình của cô ấy đã đánh con. Anh ta đấm con. Cô ấy
người tình của cô ấy, bớt nói nhảm đi. Anh hãy đi và làm công việc của anh đi. Em sẽ nói chuyện với thằng bé ngay. Bộ đôi mẹ con này thật không thể tin được mà. Nếu như con không phải là một thằng ngốc thì mẹ đã không phải lo lắng quá nhiều về việc kết hôn của con rồi, con hiểu chưa? Thôi mà mẹ, ngay cả mẹ cũng đang mắng con. Con hẳn phải cảm thấy tức giận khi ai đó đang tán tỉnh vợ sắp cưới của con chứ. Trời ơi, như thế là con đã không làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Con đã làm cho vấn đề tồi tệ hơn bằng cách gây sự với Sao Gia. Tại sao con lại không hiểu vậy? Con có thực sự nghĩ rằng một người như Sao Gia Khanna sẽ đuổi theo một người như Mehet không? Được rồi, nếu hai người họ thân thiết, Mehet đã không đồng ý lấy con rồi. Con hãy nghĩ về điều đó đi con. Ajay, mẹ nghĩ rằng Mehet sẽ mang theo từ 2,2 đến 2,3 triệu ruby với cô ấy, bao gồm cả tiền thưởng, tài khoản và quà cưới. Con không muốn số tiền đó hay sao? Vì vậy, hãy ngừng than vãn và lắng nghe mẹ một cách cẩn thận đi con. Nghe đây, Sao Gia chắc chắn có một góc mềm riêng cho Mehet. Có thể cậu ta tôn trọng cô ấy hoặc coi cô ấy như một người bạn của mình. Nếu như con muốn tận dụng điều đó thì con sẽ phải đối xử thận trọng với Mehet hơn. Nếu không, lần này con sẽ nhận được một cú đánh nữa từ mẹ đó. Con có hiểu chưa? Được rồi, con đã hiểu rằng con cần phải tôn trọng Mehet vì điều đó, cũng giống như cách cha tôn trọng mẹ vậy. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể tận dụng được gốc mềm của Sao Gia dành cho Mehet? Cậu ta sở hữu khách sạn, nhà hàng và nhiều bất động sản khác. Cậu ta rất nổi tiếng con à. Nếu thông qua Mehet con liên lạc được với cậu ta và kết bạn thì cậu ta có thể giúp con khởi nghiệp mà. Cậu ta có thể đưa con trở thành quản lý của một trong những khách sạn của cậu ta. Nhưng mà điều đó sẽ xảy ra chỉ khi con biết sử dụng bộ não của mình thôi. Con hiểu chưa? Nó là như vậy đó. Hiểu chưa con? Neho, cháu đi đâu vào sáng sớm vậy? Gì à? Cháu đi đến chỗ của một người bạn, cháu sẽ trở lại sao mà gì? Neho, em đang đi đâu vậy? Mehet, mọi người đều ở đây, nói chuyện với chị anh ta ngay đi. Gì? Chú, cháu muốn nói chuyện với mọi người à? Ngay cả dì cũng muốn nói chuyện với cháu nữa. Tối qua dì đã không hỏi dì cháu, chắc là cháu mệt lắm. Nhưng mà ít nhất cháu nên gọi dì sau khi đến đó để thông báo với dì rằng cháu đã đến. Ít nhất thì cháu cũng nên gửi cho dì một tin nhắn. Dì có điện thoại trong tay là gì? Nếu một người không sử dụng nó, dì. Dì biết Ajay được bao nhiêu? Cháu là người mà dì có thể tin tưởng. Dì nói đúng không? Dì biết cậu ấy là chồng chưa cưới của cháu, nhưng mà cháu vẫn chưa kết hôn với cậu ấy. Dì, cháu không biết dì đã sợ hãi như thế nào đâu. Dì đã gọi cho Ajay, nhưng mà ngay cả cậu ấy cũng không bắt máy. Dì, con muốn nói với dì chuyện này, về những gì đã xảy ra tối qua. Có chuyện gì vậy cháu yêu? Sao cháu trông lo lắng vậy? Chú hy vọng Ajay đã không cư xử tệ với cháu. Kể cho chú nghe đi cháu yêu, đừng ngần ngại. Không chú à, cháu muốn nói với chú rằng đừng quá lo lắng. Tôi đã nói chuyện với cơ quan xếp hạng tín nhiệm và các cơ quan hữu quan. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Đây sẽ là một trong những nhà hàng tốt nhất của Delhi. Không phải là một trong những nhà hàng tốt nhất, mà là nhà hàng tốt nhất ở Delhi. Chắc chắn chúng ta sẽ làm được thôi.
nó sẽ rất tráng lệ. Các nhà phê bình và cả khách hàng đều phải giơ ngón tay lên. Chào buổi sáng ông Khanna. Xin chào Thanh Tra, ông có khỏe không? Tôi ổn, ông khỏe không? Tôi ổn mà. Xe của ông sẽ được đến nhà trong nửa giờ nữa. Và những tài xế xe tải đó hiện đang ở trong tù. Tôi đã cho họ một trận trước khi đến đây. Họ sẽ không bao giờ dám cư xử không đúng mực với một người phụ nữ nữa. Cảm ơn Thanh Tra. Cảm ơn ông vì đã giúp. Đó là việc của tôi thôi. Được rồi. Thanh Tra, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của ông. Thành thực mà nói, cảnh sát nên có mặt tại chỗ, nhưng mà ông đã kịp xử lý mọi thứ. Vì vậy cảm ơn ông rất nhiều thưa ông. Dì, chú, cháu có chuyện muốn nói với mọi người. Tên Ajay đó. Xin lỗi cho tôi hỏi, các người đang ăn sáng sao? Chúng ta có thể tham gia được không? Sao Gia Khanna, rất nhiều điều xảy ra giữa chúng ta cho đến ngày hôm nay, tốt cũng như xấu. Tôi sẽ kết hôn ngay bây giờ. Và tôi sẽ kết hôn với người mà gia đình của tôi chọn lựa. Tốt thôi, đi xuống địa ngục đi. Thưa bà, tôi đã viết xong tên của chồng bà rồi.